Got You thuộc thể loại R&B, ca khúc là một chuỗi những mảnh ghép đầy màu sắc được kết nối đầy tính ẩn dụ. Không chỉ tự tin xuất hiện xuyên suốt trong MV, Mỹ Anh còn tự đảm nhận các khâu từ sản xuất, hòa âm, chơi nhạc cụ đến thu âm, đạo diễn MV. Với cô, việc này như cách để bản thân độc lập, không quá phụ thuộc vào gia đình. Nói về sản phẩm đầu tay của con gái, diva Mỹ Linh cho biết chuyên ngành con học là Music and Film nên được thử sức thì bố mẹ rất ủng hộ. Cô cũng hy vọng sẽ nhận được thật nhiều những góp ý của khán giả về single debut của con gái Mỹ Anh để con thêm vững bước trên con đường tương lai.